Đây các cụ nhé, đây là hồ nuôi vườn táo này. Nuôi vườn táo. Đấy, rất là đẹp. Bên kia là chủ hồ đang câu gỡ trước khi khai trương à. Anh em tôi hôm nay đến để test thử cái hồ xem như nào. Ôi, đường đi rất rộng. Đấy, đây là Bạch Công Tử. Em đang cho thêm nước vào để sắp phải khai trương đây. Mấy anh em đang test thử xem cái hồ cá ăn nào để đứng khai trương.